Xin chào tất cả các bạn. Trước đây chúng ta đã được xem chị An đến với cả Bali để có thể tư vấn về cái làn da mà hơn 30 tuổi của mình bị lão hóa rất là nặng về các vấn đề về chảy xệ da cũng như là xóa tan những cái vết năn của mình. Ngay bây giờ khi mà chị An đang chỉ còn một chút thôi ạ, xong cái công nghệ chảy hóa da Ultra FX 4.1 thì chúng ta hãy cùng xem lại hình ảnh của chị An trước đây nhá. Xin giới thiệu với cả các bạn, đây là hình ảnh của chị An. Trước đây khi mà đến là thẩm mỹ quốc tế Bali nhá, cái tình trạng da của chị An thì xuất hiện rất là nhiều những cái nếp nhăn ở phần đôi mắt cũng như là phần rãnh thì cũng rất là nhiều ạ. Bên cạnh đó thì làn da tương đối chảy xệ cũng như là cái đường viền hàm khá là thô. Và bây giờ thì bác sĩ cũng chỉ còn một vài bước nữa thôi là sẽ xong. Và chúng ta hãy cùng đến để xem là cái làn da của chị An đã thay đổi như thế nào nhá. Bác sĩ ơi, cũng đã vừa xong rồi đúng không ạ? Đúng không? Đó, chúng ta hãy cùng tiến đến lại để xem là chị An bây giờ thì đã thay đổi như thế nào nhé các bạn nhé. Chị An ơi, chị có hồi hộp không khi mà chị nhìn thấy cái làn da của mình này chỉ sau khá là hồi hộp đấy. Thế thì em sẽ phép mời chị đến gương nhé để chị có thể xem được cái làn da của mình bây giờ là như nào nhé chị nhé. Đây, em cứ chị. Chồng bạn. Lúc mà làm ấy thì khá là sợ đau ấy. Thế nhưng mà hóa ra là không đau tí nào, rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Đấy, rất là đẹp. Không biết là bác sĩ có thể phân tích qua cái tình trạng da của chị An trước và sau khi làm cái công nghệ này. Cái tình trạng da của chị An trước khi làm thì các bạn có thể thấy rất rõ này. Cái về cái sắc tố da, đầu tiên là mình đang nói tới cái sắc tố da của chị An này thì nó rất là sậm màu. Đấy, mà cái nếp nhăn ở cái phần rãnh má cười này các bạn có thể thấy vào cái phần đuôi mắt thì rất là sâu. Đấy, nó làm cho chị An có vẻ là không bị già mua đi. Còn đối với cái công nghệ thì mà chị đang sử dụng là cái công nghệ là Ultra FX 4.1 kết hợp giữa trẻ hóa cả trong khoang miệng lẫn cả ngoài bề mặt da, thì các bạn có thể thấy là sau khoảng tầm hơn một tiếng thì các bạn có thể thấy là khuôn mặt của chị An là hoàn toàn thay đổi, từ là màu sắc của nền da cũng như là cái độ săn da và độ ve la, các bạn có thể thấy rất rõ. Chị thấy thế nào? Rất đẹp. Cảm ơn chị. Bác sĩ có thể nói qua về cái công nghệ này nó tác động như nào đến làn da của chị An không ạ? Cái công nghệ này thì mình đầu tiên là mình sử dụng cái máy Fortuna, mình bắn ở trong khoang miệng. Đấy, thì cái bắn ở trong khoang miệng này thì nó sẽ làm tăng sinh cái phần collagen từ bên trong, và khi đấy sau đấy thì mình kết hợp với cái máy Ultra FX 4.1 phần bên ngoài thì nó vừa làm săn chắc bề mặt da, cải thiện được các nếp nhăn, rãnh má cười, lỗ chân lông và cả bề mặt da. Nó sẽ làm một cái quá trình khép kín cho mình rất là tốt về cái độ trẻ hóa và săn chắc bề mặt da trắng sáng và tươi. Đấy, các bạn có thể thấy bây giờ là sau khi làm một lần da hoàn toàn khỏe mạnh, và sắc tố da thì các bạn có thể thấy nó sẽ hồng hào rất là đẹp, lấy lại độ tuổi xuân rất tốt, không tí nào luôn, rất thoải mái, rất là dễ chịu. Hoàn toàn không đau đúng không ạ? Thế cái lúc mà mình làm trẻ hóa trong khoang miệng ấy chị cảm thấy như nào? Có sợ không? Vậy thì cũng khá là sợ vì là bảo là trong khoang miệng thì cứ thấy là sợ sợ. Nhưng mà thực ra là không hề đau một tí nào luôn, rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Đó. Chị An ơi, không biết là chị có những câu hỏi gì dành cho bác sĩ sau khi mà mình đã làm xong không ạ? Đấy thì mình cũng muốn hỏi là như thế này thì bây giờ tức là về thì mình có cần phải kiêng cái gì không? Cần phải giữ như thế nào để cho nó được như này? Thực ra thì khi mình đã sử dụng một cái công nghệ cao cấp thế này rồi thì với việc kiêng thì là nó không có quá cầu kỳ lắm. Đầu tiên mình chỉ sử dụng là hoàn toàn sử dụng ống ấm trong vòng 7 ngày đầu. Đó. Và cái thứ hai là mình sẽ kiêng túi gập làm sấp trong vòng 1 tuần đầu. Còn mọi sinh hoạt của mình thì vẫn hoàn toàn diễn ra bình thường, kết hợp bôi kem dưỡng và chống nắng thì cái làn da của mình sẽ ok. Chăm sóc da bình thường, skin care thứ bình thường. Đúng rồi. Rồi. Nhá. Đấy. Bây giờ xin chia sẻ với các bạn đây là hình ảnh của chị An ngay sau khi sử dụng cái công nghệ Ultra FX 4.1 tại thẩm mỹ quốc tế Bali. Và bây giờ nếu như tất cả các bạn có băn khoăn hay thắc mắc gì và muốn có một làn da đẹp như chị An ạ thì hãy để lại bình luận dưới video này nhé, hoặc gọi điện ngay tới số hotline là 0386463463 để có thể có một gương mặt hoàn toàn khác biệt cũng như là cực kỳ xinh đẹp như chị An ạ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nhé.